Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình về quê chơi là được chị Hai làm cho một buổi bánh bọt. Và hôm nay mình sẽ có một thử thách là mình sẽ vừa hát vừa ăn bánh bọt. Ok. Ok. 1, 2, 3. Tell your face when I say I never let you go. Mình đã ăn hết nửa dĩa bánh bò. Và phần còn lại là sẽ cho guitarist ăn. No. So bye bye. Have a nice day.